Còn ở bên trong này thì mình quay cho các bạn xem những cái mặt hàng mà ở trong tòa nhà mà 45 tầng này họ bán lưu niệm này. Đây có nhiều mặt hàng đa dạng lắm. Đó. Ở đây có những cái mặt hàng mua về làm kỷ niệm này. Mình thấy rất là đẹp. Và có những cái mặt này. Rồi nhìn túi. Rồi gấu bông nhỏ nhỏ. Rồi con thỏ đây hả? Nhìn rất là thích. Ở đây mình thấy là mặt hàng sau ra giá cũng không cao lắm. Mua về để làm kỷ niệm cũng cũng hay, cũng vui. Và đây mình thấy cậu bán gấu bông nữa này. Wow, gấu bông nhìn thích chưa? Nhìn rất là dễ thương. Quá trời gấu bông luôn, nhỏ xíu này. Nhìn rất là thích. Wow, nhìn quá đã luôn nhỉ. Gấu bông nhìn đã chưa? Wow, làm gì đây? À, ở đây cũng có con heo nữa này. Con heo rồi mình không biết con gì nữa, nhưng mà nhìn rất là đã, rất là thích luôn. Như một gia đình. Đây phải nói là cực kỳ dễ thương. Ngoài ra còn có bán những cái ô tô nhỏ với xíu này. Đó, ô tô quá trời này. Và nhỏ mình rất là thích mê những cái mẫu hình ô tô thế này. À, nhưng mà không có tiền mua. Bây giờ thì hết rồi. Bây giờ lớn lên thì được khác rồi. À, ở đây cũng có bán Pikachu. Các bạn có thể thấy chú Pikachu rất là thích. Wow. Phải nói là rất là nhiều đồ để mua, nhưng mà thực ra mà nói không có tiền để mà mua hết không, cái nào cũng muốn mua cả. Nhìn rất là thích. Wow.